Xin thông báo với mọi người nhé. Cách đây 3 hôm thì tôi có ngửi thấy thuốc mùi thuốc trừ sâu, không biết nó phát ra từ đâu, thì đến hôm nay thì cá ao cá nhà tôi chết sạch, chết không còn một con nào luôn. Thịt mẹ thằng nào bố láo thì chắc là nó không thích sống nữa thì nó mới bố láo như thế anh em ạ. Hết mấy chục triệu đấy, cá bỗng chết sạch, không còn một con nào luôn. Đây, đang dẫy thành đạch đây. Cá chấm đang cũng đang sắp chết rồi. Cá 2-3 cân chết sạch các anh em ạ. Tôi nói là nếu không phải là thuốc trừ sâu thì không thể chết những cái con cá bé bé này này các bạn. Đấy. Có những con cá chỉ bé bằng ngón tay là chết sạch luôn, không còn một con nào. Gửi tới những thằng bố láo nhé, chúng mày không thích sống nữa thì chúng mày mấy con cá này chả là cái gì đâu nhá. Tao nói chúng mày biết thế. Đời thằng Tiến này chưa bố láo với thằng nào, chưa sống xấu với thằng nào, nhưng mà chúng mày quá vớ vẩn. Chết cả những con cá bé tí luôn. Cái này là không phải nước mình là có vi khuẩn hay là có dịch bệnh nhá. Cái này là chết vì thuốc nhá. Thuốc trừ sâu hoặc là thuốc diệt cá nhá. Đấy, đằng xa xa kia có mấy con này. Có những con này chưa nổi và bây giờ ao nhà tôi là hiện tại là chết sạch các bạn nhé. Còn tôi nói này, đừng vì cái miếng nước mà hại nhau nhá. Ở đời sống cứ cẩn thận vào. Vào công đấy, vào tù đấy. Đây, cả những con cá nhỏ nhỏ, con cá này, cá chấm này sắp chết rồi. Còn ấy, đừng vì miếng nước nhá, đừng vì miếng nước mà hại nhau nhá. Hết mấy trăm triệu ấy. Riêng cái ao cá này mà chết hết thì cũng phải gần 100 triệu nhá. Đừng vì miếng nước, đừng vì mấy khóm lúa nhá. Và cũng không biết là ai đâu. Nhưng mà nếu mà vì miếng nước mà hại nhau như thế thì cứ cẩn thận vào. Cứ cẩn thận vào nhá. Đây, cá bỗng này. Hiện tại cá bỗng là mỗi con là mỗi cân bây giờ là 280, bây giờ không còn cái gì. Đây. Đấy. Không còn cái gì luôn các bạn. Không có một cái gì luôn. Nếu không phải thuốc thì không thể chết những con cá là bé tí mà không thể chết cả cua nhá. Chết cả con, những con cua, những con cá bé tí như vậy thì không phải là dịch bệnh nhá. Đừng hại nhau. Sống còn lâu còn dài. Cuộc đời mình còn dài lắm. Mình còn đi trên mặt đất, mình chưa biết bay, mình không mọc cánh, mình chưa biết bay. Đừng hại nhau nhá. Nước nhà tôi này, ao nhà tôi rất sâu mà nước nhà tôi chỉ sử dụng đúng một nửa này. Đấy. Còn chưa ngập cái đầu gối tôi này, này. Thế mà vì lý do gì mà hại chết cả cái ao cá nhà tôi. Đấy, sống ở đời thằng Tiến, sống ở đời chưa hại ai.
Tiến này sống ở đời nó còn đẹp lắm. Chúng mày chưa biết chúng mày phải mất cái gì đâu. Nói thế. Chúng mày còn khốn nạn lắm. Chúng mày chưa biết bay. Có thể hôm nay có người đáng đời tôi, nhưng mà không biết ngày mai chúng mày như thế nào đâu. Đấy. Không có một cái gì. Chết. Chết tươi, không còn một cái gì luôn. Đấy. Có cái gì nữa đâu. Có cái gì nữa đâu. Chết sạch. Thôi không sao. Không sao. Tiền mất thì thôi. Nhỉ. Hôm nay tôi mất thì ngày mai các bạn mất thôi. Đây này, có gì nữa đâu. Toàn hai cân bỗng chết sạch, không còn cái gì luôn. Chúng mày cứ liệu hồn đi. Liệu hồn mà sống đi. Tao không ăn cắp ăn trộm của thằng nào. Tao cũng chẳng lừa đảo thằng nào, cũng chẳng quỵt ai. Thế mà chúng mày hại tao. Chết sạch bỗng chết sạch chấm thôi, chết sạch đô phi, không còn một cái gì. Cả những con bé như này cũng chết. Đây. Tôi có nói điều đâu. Những con bé này cũng chết thì các bạn nói là dịch bệnh thì dịch bệnh như nào. Này mà ao bẩn thì làm sao chết những con cá bé như này. Đúng không? Những cái con bé như này, những con rô phi bé này mà chết thì là dịch bệnh gì. Đấy. Ao bẩn thì bẩn kiểu gì. Nhá. Chết sạch hết, không còn cái gì luôn. Đấy. Mình là người khác bây giờ đang đáng đời mình lắm. Nhưng mà không sao. Không sao, chúng mày không bằng bọn tao, chúng mày hại tao. Chúng mày không bằng được bọn tao thì chúng mày mới hại tao. Những thằng hại mình là những thằng không bằng mình. Những thằng sống chó, những thằng nghèo hèn, những thằng nghèo kiết xác. Em ơi, gọi chị Thoa với cả anh Toàn lên đi. Đấy, chết sạch, không còn cái gì. Rồi bên kia vớt được gần một nồi to rồi.